À, đây là cái bộ đồ chơi bằng gỗ Pop-Up Animal. Nó là hàng thương hiệu Janot của Pháp, dành cho trẻ nhỏ từ 18 tháng tuổi trở lên. Từ 18 tháng tuổi trở lên nha, lớn hơn vẫn chơi được bình thường. Rồi, và có tính năng chơi nâng cao của nó là game kết hợp tay và mắt, nhấn và bắt lấy những cái viên kẹo này nó bay ở trên á, bắt chụp lấy. Đây là bộ đồ chơi bằng gỗ cực kỳ đẹp và chất lượng nha, rất là hay luôn đó. Trước tiên nó là những cái thanh gỗ giống như hình những que kẹo đây đó, lấy ra gắn vô. Đó, trước tiên là cho trẻ nó học về màu sắc nè, và các con vật, hình dáng các con vật đây đó, nó tương ứng với những con vật ở bên dưới hình ở đây cùng với màu sắc. Rồi, theo cái bước chơi mà kết hợp nâng cao của nó là đây, khi mình nhấn xuống thì cái này bên trong nó có cái lò xo đàn hồi bên trong á, nó sẽ bay lên và trẻ sẽ chụp lấy khi mà đang bay ở trên, chụp lấy. Đó. Đó. Nó bay cao hay thấp là do độ nhấn đè nó xuống thôi. Hàng bằng gỗ cực kỳ chất lượng luôn.